Em chào chị Nguyệt. Thì hôm trước thì em có bán các cái thùng xốp và phân chuồng quế cho chị. Thì hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các cái bước cụ thể một lần nữa để mà hướng dẫn chị cách trồng rau nhé. Trồng rau bằng phân chuồng quế đúng cách này. Thứ nhất thì là trước khi mà mình trồng rau ấy thì mình phải đục lỗ cho thùng xốp. Thì cách đục lỗ mới nhất hiện nay á là chúng ta sẽ, ví dụ đây là cái thùng xốp cá hồi nhá. Dài 80 này, rộng 40 này, cao 20 này. Thì mình sẽ đục ba cái lỗ ở sát cái đáy này nhé. Tức là cách cái lỗ này này, cách cái đáy ấy là khoảng 2 cm. Và mình đục ba cái lỗ liền. Ba cái lỗ này cách nhau, mỗi cái lỗ này cách đều nhau. Đấy, tùy chị đục như là một cái lỗ chính giữa này. Và hai cái lỗ này có thể cách cái lỗ bên này là khoảng độ 10 cm. 10 cm đúng không? Đây là 80 cm. Thế còn ở phía dưới đáy ấy, dưới đáy thùng thì chúng ta lấy những cái dạng như là tăm ấy, cái tăm nhọn ấy, chúng ta hoặc là những cái xiên xiên mà dùng để xiên thịt đấy, chúng ta chọc những cái lỗ nhỏ nhỏ này ở dưới đáy này để cho nó thoáng khí nhá chị nhá. Thì chúng ta có thể đục hai phía, cái lỗ hai bên này đục hai phía hoặc là một phía, tức là lỗ bên hông này này với cái ống nước là phi 21 nhé. Đấy, với ống nước phi 21 chị nha. Đấy, chúng ta sử dụng cái phi 21 để chúng đục lỗ hai hai bên thông này. Đấy, thế sau khi đục lỗ xong, đấy là bước thứ nhất. Và lưu ý là chúng ta luôn luôn giữ lại nắp thùng nhé. Luôn luôn giữ lại nắp thùng để mà đậy kín lại khi mà chúng ta gieo hạt nhé. Cái bước thứ hai ấy, là chúng ta sẽ đổ phân chuồn quế vào. Thì giả sử như đây là một cái thùng, đây là chiều cao của thùng đi, là 20 cm. Thì cái đáy thùng này đã dày là 2 cm rồi. Đó, cho nên là cái chiều cao chỉ còn 18 cm thôi. Chiều cao thực tế là 18 cm. Thế thì mình phải đổ phân chuồn quế là cao 10 cm. Nó tương đương với cái chỗ 10 cm này, chiều cao phân chuồn quế của bên em ấy, nó rất là tơi xốp. Thì nó tương đương với 12 kg phân chuồn quế. Đổ nhiều hơn cũng không tốt, mà đổ ít hơn thì cũng không nên. Đổ ít hơn thì tốc độ bay hơi nhanh hơn, và đổ nhiều hơn ấy thì cái khả năng bị đọng nước ở dưới này này, bị độ ẩm ở dưới này nó không thoát đi, đó là cao hơn. Thì tại sao phải phải đổ như này thôi? Vì là chỗ trên này này, cái đoạn mà cao khoảng 6 đúng không? Đây là trừ đi 2 là 16, 6 cm này này. So với nắp này này là chúng ta sẽ để khoảng trống để cho cây nó lớn lên khi chúng ta đậy nắp. Đấy là bước thứ hai. Bước thứ ba là chúng ta sẽ gieo hạt. Tức là phân chuồn quế khi mà cung cấp cho chị đã là đủ ẩm rồi nhé. Đủ ở độ ẩm nó thường là từ 30 cho đến 40% là nước, cái độ ẩm đấy, độ ẩm cao đấy. Thì chúng ta gieo hạt vào. Chúng ta gieo hạt lên mặt này, chúng ta ví dụ như là một cái gói mồng tơi đi. Thì chúng ta gieo được gieo rắc hạt lên trên này. Đấy, mật độ dày. Sao cho một gói mùng tơi 50 g thì gieo được là 3 thùng, và gói mùng tơi 20 g thì gieo được là 1 thùng rưỡi nhé, 1,5 thùng chị nhá. Còn một gói rau muống 50 g đến 100 g, hoặc 100 g đi, chúng ta gieo được 8 thùng nhá. Từ 5 đến 8 thùng tùy mật độ nhé. Hai cái loại cái rau này chúng ta không sợ về mật độ dày quá hay là ít quá. Đúng nào? Thế còn đối với rau dền khoang ấy thì chúng ta một gói chúng ta có thể gieo được 20 thùng nhé. Một gói 50 gram. Chúng ta phải chia ra 20 thùng này để tránh là cái cây nó quá bị xít vào với nhau, nó sẽ hút đất rất là nhiều, hút phân chuột quế rất là nhiều. Thì đấy là cái gieo hạt nhé. Sau khi gieo hạt thì bước 4 là chúng ta đậy nắp vào. Đậy kín nhé. Đậy kín nắp, nếu như mà nhà chị mà cái khu vực mà không có mái che, không có màng ni lông ấy, mà gió rất là mạnh, thì chúng ta khi đậy thì chúng ta nên cắt hai miếng băng dính để chúng ta dán vào hai bên này. Đấy, ví dụ như ở đây chúng ta đậy nắp vào nha, thì chúng ta dán hai bên nắp này. Đó, thì đấy là để cho nó gió nó không bay, đúng không nào? Lưu ý là suốt quá trình từ bước 1 cho đến bước 4 này thì chúng ta không tưới thêm nước. Chúng ta sử dụng phân chuồn quế vừa mới lấy về. Và lưu ý là chúng ta về là chúng ta phải sử dụng ngay. Còn nếu chúng ta chưa sử dụng, chúng ta phải để kín nắp thùng lại để tránh bay hơi nhé. Và giảm độ ẩm nhé. Thế thì bước thứ 5 là sau từ 3 cho đến 10 ngày hoặc là 11 ngày
tùy mùa vụ nhé, thì chúng ta sẽ mở nắp ra. Thì đối với mùa hè thì cùng một loại hạt giống thì chúng ta sẽ có thời hạn mở nắp là từ 3 đến 10 ngày. Còn đối với mùa đông thì chúng ta cộng thêm từ 1 cho đến 3 ngày cho với so với mỗi cái loại, cho mỗi một loại rau. Loại nào thì chúng ta 3 ngày, ví dụ như là cải, mơ, hay là tóm lại là các loại cải chúng ta gieo thì là chỉ cần 3 ngày là chúng ta mở nắp ra được rồi. Và đặc biệt là cải mầm là 3 ngày phải mở nắp. Đối với loại như là rau dền, rau dền thì từ khoảng 5 ngày. Còn rau bồng tơi thì là 10 ngày. Vân vân, đúng không nào? Thì cái này nó sẽ có một cái cơ sở dữ liệu. Nếu chị gieo cái gì thì bên em sẽ cung cấp cái cơ sở dữ liệu về cái số ngày đấy cho chị, đúng không? Còn mùa đông thì chúng ta không nên gieo mồng tơi nhé, nó không lên được đâu, lên rất là chậm. Còn đối với rau muống thì là khoảng 3 đến 5 ngày, tùy mùa nhé, mùa hè hay mùa đông, chính vụ hay là trái vụ. Thế thì sau khi mở nắp ra thì chúng ta, riêng đối với rau dền thì chúng ta và mùa hè nhé, mùa hè mà ngày nắng gắt ấy, thì chúng ta lại mở nắp ra, nhưng chúng ta lại phải để kê nắp ở trên cao, cách thùng là khoảng độ 30 cm, để mà nhưng mà lại phải để cách nhé, tức là để che bớt ánh sáng đi, nhưng đồng thời hàng ngày chúng ta phải tưới ở chế độ tưới phun sương nhé, tưới phun sương chứ không phải là phun mù nhé các bạn. Chị lưu ý là có hai chế độ tưới, chế độ tưới phun à có ba chế độ tưới này cho cây này, là phun sương, phun mù và tưới vòi hoa sen, dạng vòi hoa sen, dạng vòi tắm đấy, đúng không? Thì cái phun sương này là khi cây nó chưa, nó chỉ có hai lá mầm, và đặc biệt là đối với các loại cây như là rau dền hai lá mầm này, khi còn nhỏ này, rau cải các loại, đúng không nào, hai lá mầm đấy, thì chúng ta sử dụng chế độ phun sương. Còn chế độ phun mù này thì có thể áp dụng cho cây rau muống được 7 ngày đến 8 ngày tuổi, đúng không nào? Còn chế độ vòi tắm này thì khi mà cây nó có hai lá thật rồi thì chúng ta mới sử dụng chế độ vòi tắm nhé. Đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ thường xuyên cái sử dụng chế độ phun sương này, và để cách ra, để nó cao lên khỏi bề mặt của cái thùng xốp thì chúng ta tưới như này. Thì nó sẽ nó chỉ cần đảm bảo độ ẩm ở trên bề mặt thôi, nó tránh nó là tốt nhất cho cây ở chế độ phun mù. Và tất nhiên là khi còn nhỏ thì chúng ta sử dụng chế độ phun sương, đúng không? Đấy, bước thứ 6 thì là chúng ta duy trì tưới thôi, khi có hai lá mầm, khi có hai lá thật trở lên, cây cứng cáp, đúng không, thì chúng ta sẽ tưới ở chế độ là gì, vòi tắm hoặc là vòi sen, và không cần bổ sung bất cứ một, không bổ sung nhé, bất cứ hóa chất nào, không được, không nên dùng hóa chất, vân vân vân, nó tóm lại là không được dùng hóa chất, không được dùng thuốc bảo vệ thực vật đối với phân trùng quế nguyên chất, nó sẽ gây hỏng phân. Và chúng ta ngày một mùa hè thì ngày tưới từ 1 đến 2 lần, 1 đến 2 lần nếu tưới tay nhé. Còn nếu mà dùng hệ thống tưới tự động ấy, thì chúng ta nên là chia thành là 5 lần một ngày, 4 đến 5 lần một ngày. Đấy, mỗi lần là chúng ta tưới chỉ 30 giây thôi, từ 20 đến 30 giây. Đấy. Thế khi thu hoạch thì khi nào thu hoạch thì từ khoảng độ đối với cái lá thì từ 20 cho đến 30 ngày là chúng ta sẽ thu hoạch. Ví dụ rau dền là 30 ngày. Nhưng mà rau mồng tơi thì 25 ngày. Đó. Mà rau muống là 20 ngày đến 25 ngày. Đấy, thì chúng ta nên thu hoạch. Và phải thu hoạch thì tốt hơn. Và thu hoạch thì chúng ta bắt buộc phải nhổ rễ nhé. Nhổ rễ và bỏ hết lá ra ngoài. Hết lá mà nó bị rách hoặc bị rơi hoặc lá khô rơi vào đó ra ngoài khỏi bề mặt thùng. Đấy. Bước 10 là chúng ta dùng găng tay đảo lên, đảo cái phân ở dưới lên. Đấy. Và đảo đều, tức là trộn đều cái độ ẩm. Nếu có những cái vùng tưới thì nó không được đảm bảo độ ẩm lắm, như các góc này chẳng hạn, hay cạnh bên, thì chúng ta đảo lên, lấy tay đảo lên, đeo găng tay đảo lên thì chúng ta sẽ để một ngày nắng, để hở một ngày nắng, để nó diệt hết các loại vi khuẩn đi. Đấy.
Bước 11 thì chúng ta có thể bổ sung thêm EM. Men vi sinh đấy. Men vi sinh chúng ta có thể sử dụng của Nhật, của Việt Nam hoặc là của Mỹ, đúng không nào? Đấy, nếu cần thiết nhá. Cái này thì cũng không cần thiết lắm. Đây là từ lứa thứ 3 hay lứa thứ 4 trở đi. Và bước thứ 12 là chúng ta lại tiếp tục quay lại bước thứ nhất. Gieo hạt và đậy nắp, đúng không? Đấy là cái 12 bước. Trông nó là 12 bước nhưng thực ra nó chỉ có 3 bước thôi. Chị nhá. Ok, trân trọng cảm ơn chị Nguyệt đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại chị trong chương trình tới ạ.